tuyến đường trong cụm công nghiệp Lai Xá thuộc xã Kim Trung, huyện Hoài Đức. Hố ga không có nắp đậy này tồn tại từ rất lâu, một cái bẫy nguy hiểm luôn thường trực đe dọa sự an toàn của hàng trăm công nhân qua lại mỗi ngày. Những biện pháp rất thô sơ đã được người dân sử dụng để cảnh báo, nhưng sự nguy hiểm thì vẫn luôn thường trực, nhất là khi trời mưa ngập hoặc ban đêm khó quan sát. Và đã có không ít vụ tai nạn xảy ra tại đây. Nhưng cơ quan quản lý ở huyện Hoài Đức vẫn chưa vào cuộc khắc phục, xử lý.